Alo. À. Làm gì đây? Anh đang edit clip. Xong chưa? Rảnh không? Đi đây. Hôm qua vừa đi lấy lương trực chốt được 3 triệu. Làm trận Gì? đây. Bảo Lấy vừa đi lấy lương lương trực lương chốt được 3 triệu cơ. Kinh cái nhà giàu ấy nhỉ, đại gia ấy đồng tức này. Được không? Làm trận đâu? nhỉ. Làm trận gì? Solo thế không à? Vãi cả solo solo gì? Slip làm trận đấu đơn Hy Lạp slip solo đi. Ôi mà gà tao solo luôn. Ừ, chơi luôn sợ gì. Nhưng mà nó phải có gì nhỉ? Cái gì? Gọi là cái gì nhỉ? Quên mẹ rồi, từ từ đã. Gọi là cái gì Có nhỉ? cái gì, gọi là cái gì? Cái gì nhỉ? À phải 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 chấp, anh phải chấp. Nó lên nhanh. Eo vòng 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 mệt đấy Làm cả người, anh phải chấp chấp. cái gì? Thì chả chấp, mẹ anh bắn tay to đố đơn tay to hơn chả chấp. Chấp 5 kin à? Thế không? Chưa. Hả? Chấp 5 kin à? Cái gì? Sao lại 5 kim? Điên à? Chấp 5 20 kin. Cái gì 20 kin đi chơi mày điên à? kim. Anh tay to hơn chấp thế được rồi. Anh bắn toàn ta mẹ 12x, 13x, chắc em 20 kim là đúng rồi. Em bắn được 10x, anh không xem cái clip hôm qua em đăng à? Xem rồi, tao tao bắn là yếu rồi, chỉ bắn được khoảng đồng, tao chỉ bắn tầm mày thôi. Thôi. Thôi, chấp 20 kim đi. Tầm Chấp 20 20 kìa kim à? làm Cái kèo kèo 5 lốp. Được, buổi chơi 5 chưa? lốp. Kinh nhờ Được, 3 triệu rồi cho kèo quả kèo 5 lốp. chơi. Chơi không? À, kinh đấy, đại gia đấy. Chơi 20 đi. kin cơ. Nghe phải Đó. đặt. 20 Chơi kin thì khó chơi lắm. luôn chứ. Không dễ mà, anh tay to mà. 20 kim thì đấy, xem nào, thì 20 kim là hơi căng à. Anh không ấy, anh vào xem lại cái trận em bắn đi. Đấy, Mày bắn cái clip trận em đấy vào xem đi. rồi, mày chẳng bắn trăm mấy kim đấy, mày bắn 120 kim. Ui Biết rồi, đâu trận, biết đâu anh lại lên 130 hay sao? cố gắng gì kìa. Chơi Lăm nha, chơi nha, chơi nha. lốp hả? Ừ, làm lốp. Xong rồi mẹ lấy tiền nhá, xong cái là Sao lấy 5 lốp, với là lấy muốn tiền tặng. đấy đi nhậu? Tại sao nhậu được? Thì tôi muốn tặng, muốn mày phải góp thêm 5 lốp vào, anh 5 lốp, ví dụ anh có thắng rồi anh lấy 5 lốp đấy. Ừ thì anh thắng anh lấy 5 lốp đấy. Xong Em anh góp, lại mày bỏ thêm góp 5 thêm 5 lốp lốp nữa. nữa là một cổ là Ừ, hai cho đi nhậu. đau cú. Được chưa? Ừ. Được. Ờ, Rồi. rồi vào game đi, mày vào game đi, anh vào liền. Ok nha. Vào luôn nhá. Ok, thì chúng ta vào trận đấu ở đây anh em ơi. Thì hôm nay ông em Giáp mới lĩnh gì nhỉ? Lĩnh 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 đi đi trực chốt anh em ạ, à. Đi trực chốt Covid. Lĩnh được 3 triệu, gớm mặt. Đánh vào gạm mình solo kèo đấu đơn. Nhưng mà sáng này mà Giáp nó gạ kèo này là hơi căng ấy, tại vì sáng chưa có trên tay trên tiếc kì. Vào bắn sợ không bắn được. Mà chấp 20 kin là hơi căng anh em ạ. À. Ok, nói chung là thôi quất. Quất tạm được. Rôm này có vẻ ít người nhỉ? Không thấy đâu rồi. Ủa ôi, trúng hai viên kìa. Trúng hai viên không chết anh em ạ. Buồn quá. Đấy. Được quả mũ tiên đầu tiên rồi. Thơm. Đây là bọn nó đang vào à. Bọn đang vào đông đông một xíu thì mới lên kin được anh em ạ. Giời. 11 mạng. Nhảy. Ôi trời. Trời ạ. Trời hơi mù mắt xíu anh em ạ. Má mình biết ngay mà. Giáp này nó hay gạ cái kiểu mà bắn buổi sáng này mấy kiểu là lúc chưa trên tay là mình đã thấy nghi nghi rồi. Tại vì bắn chưa trên này nó hay bị mít lắm, mình bắn hay bị mít lắm. Bảo sao sáng nay đã này vào gạ kèo mình chứ.
cố gắng lấy cái lăm lốp của ông em giáp đi nhậu chơi cho đỡ buồn. Quá bình thường. Lăm lốp là lăm lốp là cũng gọi là say sưa được rồi anh em ạ. Hai anh em thì khả năng là lăm lốp và làm lồi lẩu với lại cút rượu đó là ngon. Liêu nhờ. Với cái tình hình bắn như này không biết là tôi có được 100 kin bắn này không. Quá bình thường, cũng tạm được. Ôi giời. Đấy. Bắn nó vào vào tay một xíu thì bắn nó đỡ anh em ạ. Quá hư cấu. Áo vải trưởng. Thí sinh tiếp theo. Ơ. Nó nhảy nhảy ở trong cầu. Trời ơi, Multikin phê lòi. Quá bình thường. Cũng tạm được. Thấp tí hiếu. Vẫn chưa được đông người cho lắm anh em ạ. Vẫn đang hơi ít người. Ôi, cá trên cả dưới. Quá bình thường tạm được. Không quả này. Ai, giáp vẫn đang top 2 ấy. Kinh phết nhỉ. Ô kìa. Quá bình thường. Mẹ, sáng ra mà bắn cứ mít hoài à. Bắn mít quá anh em ạ. Bắn không vào tay. Đang vừa mới đang edit dở clip. Tại vì ông qua kia đăng ký bảo là đưa vợ đi tiêm vaccine. Thế thành ra là bận quá chả lười chả quay clip mà chả ra clip được. Quá bình thường. Thế hôm nay đang định edit cái clip C4 cơ. Thằng em giáp nó lại vào lại gạ. Thế thôi làm luôn clip đơn. Có gì tối mà rảnh thì làm thêm quả clip nữa cho anh em coi. Áo vải trưởng. Thí sinh tiếp theo. Bơi hết rồi đây. Đó, vẫn Multikin. Nói chung là bắn nó mít thôi nhưng mà vẫn Multikin anh em ạ. Làm gì vậy? Mình bắn kiểu là chưa trên thì nó hay bị mít. Nhưng mà kiểu bắn... đều đều tay rồi thì sẽ lại ổn lại thôi. Đua top này chỉ có một trận thôi nhá anh em nhá. Thắng thua chỉ một trận thôi. À thằng kia vẫn kê mình bắn trúng một viên 87. Quá bình thường. Đồng nhờ. Đồng rồi đấy, đồng rồi đấy. Cố gắng làm sao phải hơn được giáp 20 kin anh em ạ. Cũng tạm được. Không tí hiếu. Quá hư cấu. Áo vải trưởng. Con mở 200 đợt này delay nó đéo giật tâm anh em ạ. Ôi trời ơi. Mà đồng vai trường. Quá bình thường. Cũng tạm được. Không tí hiếu. Quá hư cấu. Áo vải trưởng. Thí sinh tiếp theo. Đó. Cũng slap thế sao nào.
Trời, tôi cần những cái pha multikin như này này anh em này. Ồ, không chết kìa. Vẫn chạy được. Ôi trời. Quả đấy tôi tưởng là nó sẽ bắn cơ. Méo nào nó đợi mình nhảy lên nó mới bắn. Quá bình thường. Hay quá. Ông nguy cơ quả này thằng giáp toang rồi. Tôi hơn 80 kim rồi cơ mà. Nguy cơ quả này ông em giáp mất 5 lốp. Giáp bây giờ 56, 56 với 86. 30 mạng nữa anh em ạ. Thoải mái. Ôi giời. Vòng này có mấy bạn bắn hay phết đấy. Úi giời ơi. Đen chưa? Vỡ mồm. Quá bình thường. Cũng tạm được. Những cái thằng mà mình không bắn được thì phải bỏ luôn anh em nhá. Thằng nào mà trong trong gọi là cái thế gọi là lo mình slap hụt hay như nào đó mình bỏ luôn. Quá bình thường. Cũng tạm được. Ôi, ở đây mà. Quá giáp hả? Ôi đục thùng kìa. 99.000 rồi anh em ạ. Lỡ ngỡ trận này tôi làm 12x cũng lên. Quá bình thường. Không nhưng mà chắc cú rồi anh em ơi, kiểu gì chả được lời lẩu. Anh em cứ yên tâm. Sáng ra tì toe có tiền gạ kèo à. Hôm trước giáp nó bắn, nó cầm cái lick của mình, nó bắn được 105 kin hay sao ấy. À, cũng đăng lên kênh YouTube tiêu tiếc. À, khoe bọn em bắn cầm lick anh em bắn chậm sóng 103 kin, bắn Hy Lạp 105 kin. Kinh quá. Khoe khoe nhầm rồi em ạ. À. Rồi giáp 70 kin, tôi hơn 40 kin rồi. Quá bình thường. Quả này toang em tôi rồi. Bây giờ chỉ có VTC người ta bảo trì thì khả năng còn hủy kèo các bạn. Chứ còn tầm này là không ai cứu được giáp một trận này nữa rồi. Mình thì kiểu là đang làm ấy. Tự nhiên nói đến 5 lốp tự nhiên bảo ơi thôi. 5 lốp thì ngon quá, ấm quá gì nữa. Vào luôn, nghỉ edit clip luôn. Quá bình thường. Cũng tạm được. 116 rồi. Làm cái 20 nhá. Quá hư cấu. Áo vải chữ. Cái khẩu VKS này bắn cự ly gần rất là thiệt. Bắn cự ly gần anh em không bắn được là toang. Hay quá nhờ, 120 quá. Quá bình thường. Thôi 122. Giáp 79 kim kìa ông ạ. Ok, xong kèo. Thôi cả clip của mình chắc là cũng xin được kết thúc tại đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong những clip sau nhá. Bye bye.